À, xin chào các bạn, chào thân thể cô chú anh chị, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Dạ, hôm nay Xuân Dũng rất là vui mừng khi gặp được thần tượng của mình, đó là anh ca sĩ Randy. Vâng, một người ca sĩ mà bản thân Dũng gia đình rất là hâm mộ trong những mấy chục, gọi là rất là lâu rồi, mấy chục năm qua. Bản thân Xuân Dũng là như vậy. Xuân Dũng cảm nhận ở từ anh một cái tình cảm về mẹ, về cha, một cái tình cảm nào đó mà bản thân Xuân Dũng là mỗi khi mà nghe anh hát thì những cái ca khúc đó làm Dũng lúc nào cũng đầy cảm xúc. Và hôm nay rất là vui mừng khi mà trong cái dịp gặp gỡ này, anh từ Mỹ về, và lần đầu tiên cho Xuân Dũng xin được chúc cho anh Randy và được nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Dạ. Chào anh Randy. Dạ. Vừa rồi em thấy trên mạng xã hội thì có rất là nhiều clip, rất là nhiều nói về anh hành trình anh tìm mẹ, và cũng có những cái clip mà nhiều người xem mà bản thân em xem cứ tưởng rằng là anh đã tìm được mẹ rồi. Dạ. Vậy thì cái thông tin đó có chính xác không ạ? Thông tin đó thì không có chính xác. Bởi vì khi mà thông tin mà chính xác là khi nào Randy ngồi kế người mẹ của mình và giới thiệu đây là người mẹ của Randy, và yeah, đã Randy đã tìm bao năm nay cuối cùng đã gặp được. Nói chung là khi Randy ngồi kế người mẹ của mình, yeah, và thấy mặt của Randy chia sẻ cảm xúc gặp mẹ như thế nào thì đó mới là chính xác. Còn khi, yeah, mà những cái kênh mà người ta đăng là tìm được mẹ 100% ha, thử ADN trúng 100% này, yeah, kia nọ thì những cái kênh đó thì không đúng. Nói, yeah, chung đơn giản là khi nào có mặt của Randy và mẹ của Randy, hai mẹ con ôm nhau thì lúc đó nó, yeah, chính xác. Dạ vâng, dạ vâng. Vậy thì em cũng rất là mong rằng trong một ngày sớm nhất, Xuân Dũng cũng như toàn thể cô chú anh chị trong và ngoài nước rất là mong thấy cái cảnh mà anh gặp được mẹ và ôm mẹ vào lòng, cũng như là giới thiệu với toàn thể quý vị khán giả trong và ngoài nước trên mọi miền Tổ quốc được biết rằng là đây là chính là người mẹ thân yêu của mình đã thất lạc mấy chục năm qua, đúng không anh? Đúng. Dạ, đúng. Dạ. Một lần nữa thì cảm ơn Xuân Dũng đã gợi ý cho Randy chia sẻ cái thông tin này đến với quý vị. Và Randy cũng cảm ơn quý vị đã đồng hành với Randy trong cái hành trình tìm mẹ, cũng như đồng cảm với những ca khúc mà Randy sáng tác. Yeah. Đặc biệt có Xuân Dũng đứng đây, là cả nhà lúc nào Randy về đây hát thì cả nhà lúc nào cũng là ủng hộ Randy. Yeah. Mùa dịch thì bây giờ cũng đã qua rồi, chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Hy vọng Randy sẽ có dịp đi đến mọi miền đất nước để hát và chia sẻ, yeah, cảm xúc với cả nhà. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Dạ, yeah, và một lần nữa cũng một lần nữa, dạ, yeah, chúc anh được nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp cái hát của mình. Và điều đặc biệt là em cũng mong muốn anh được tìm đến mẹ và tìm mẹ một cách sớm nhất. Và cũng qua đây thì mọi người biết đấy, Xuân Dũng thì không phải là một ca sĩ nhưng mà hát rất là ít, nhưng mà toàn là hát về những ca khúc về mẹ, trong đó có các nhiều ca khúc về mẹ. Và hôm nay được gặp anh Randy đây, Xuân Dũng xin được xin phép anh cho em hát một ca khúc về mẹ do anh sáng tác, đúng không ạ? Ok, yeah, không hát. Dạ, và một bài nữa đó là bài Sau Cuộc Chiến. Dạ, yeah, một bài đó mà đầy rất là đầy ý nghĩa. Mỗi khi nghe anh hát thì bản thân em có những lúc em phải chảy nước mắt vì những cái lời tâm sự của anh nó từ trong đáy lòng ra làm em rất là cảm động. Có những lúc em thực sự em chảy nước mắt vì cái ca khúc đó của anh. Dạ, cảm ơn em. Yeah. Chúc em luôn, yeah, luôn nha, luôn luôn mạnh khỏe, yeah, như gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Dạ, yeah, cảm ơn anh Randy. Ở đâu khi nào ở đâu có show Randy là có gia đình em là vui rồi. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Lúc nào nghe anh hát mà ở bất kỳ chỗ nào, nếu mà trong cái phạm vi và khả năng của em thì em luôn luôn đến để ủng hộ anh. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, yeah, hôm nay em đến và có một cái chút quà nhỏ cho anh. Dạ. Yeah. Okay. Yeah. Đây là món chả cá lóc miền Tây. Dạ, chả cá lóc là. Dạ, anh vẫn thử. Ơ, chín rồi. À. Anh chỉ cần về làm nóng thôi là ok. Ok. Dạ. Hấp hoặc là chiên hả? Dạ, hấp hoặc chiên. Dạ, okay, rất là ngon. À, dạ, cảm ơn em. Mùi nhau cũng là tuyệt vời luôn anh. Dạ. Biết đâu mai mốt rồi mình nghiên cứu sao lấy cái thương hiệu chả cá lóc Randy nữa. À, đúng rồi. Anh, okay, anh. Dạ, tạm biệt. Dạ, tạm biệt. Vâng, cả nhà, anh Randy rất là vui tính và một người rất là hòa đồng. Xuân Dũng cũng mong sao thì mọi người hãy chia sẻ để làm sao đó cho anh Randy sớm được tìm được người thân, tìm mẹ của mình. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau nhé. Tạm biệt, bye bye. Mẹ hiền, Xuân đã về rồi, Xuân phù.